Đăng tay là ô mơ tiết hơi, đà ra xong đánh pro thay lập bay lập bay bằng mũi đuông, nâng miên rừng phía thamay thamay xong rạp nẹ quam trô, nông bê chạp chạp ni. Nẹ quam trô đà ra thay chi chán, công phung tương tương rung chạm rừng phía thamay, đại cổ rung nâng chạm bình chăng nơi nông bê chạp chạp ni. Hai bà có chi chăng ngò tha ta đà ra xong đánh pro rụp nạc là đại công phung tay chua ập thọt rừng phía thamay thamay. Nâng đà ra bảo rụp nạc khá đại tớp tài nâng bình chọc cả thọt nụ. Chả được chế xôm tạm đán chi mùi nâng khiêm đổi tỏ tư. Tì mùi lục mạc bình. Bà chá bọn nì, đà ra xôm đánh bảo lục mạc bình. Công phong tài chọc thọt rương phía thầm mây đại miên châm lòng chương thà kèm lê thô ra chón. Đại chô ruộm xôm đánh chi mùi đà ra xôm đánh sấy kê nhà tài nạ tập hòn. Tì bì lục nạc đệt cù kì mì dạ. Chúng này anh lúc nạc đếch, bà chạp bọn đi, có công phong tài thọt rương phía thầm mây, đại miên châm nông chương thà, lại kinh nà rí. Chia mũi nâng đà ra xâm đánh sợi đồng miên bà chìa bà rê phiếp cư kinh nhà dài dài dù ra xa dài. Mình trầm tài phần nô, nếp bê kháng mục ni, lúc có nâng miên rương phía thầm mây mũi tiết, đại miên châm nông chương thà, mòn rọc nông phạc cà giáng. Đói miên ca cho rùm xâm đánh chi mùi nâng đà ra sợi bồ mê lạ đá đại chìa đà ra thầm mây từ tới cho con trai chi mùi nâng xa ni trụ tù bò lệ bây. Tị bây lục Mario. Xâm rạp lục Mario có công phong tới thọt rương phía thầm mây đại miên châm nông chương thà khư thua rì ai tụ ách sợi nâng nông rương phía ni cư chìa đà ra xâm đánh sợi dạ dạ. Tị bốn lục chèm chi rì dụ. Lục chém chỉ rưu nâng miên rương phía thầm mây, đại miên châm nông chương thà kà rạc rọc, đại xâm đại chi mùi nâng đà ra xâm đại sợi chương chá cư nợ niêng ảnh thông bà xông. Tiếp rắm, lục chém mà. Thầm mây ní lục chém mà, tớp nâng bánh chọc ca xâm đại rương phía thầm mây, đại miên châm nông chương thà xong xa nè há. Đại xâm đại chi mùi nâng đà ra xâm đại sợi Kimi Kimberly. Hai bà chá bọn đi lô công phong tay chọc thọt rương phía thầm mây mùi tiết đà miên châm nông chương thà đuông ta thi xam chi mùi nâng đà ra xâm đánh sợi mèo nít thà phong đầy. Chà nâng tì bà mùi cứ lục bọc thà nà vật. Thầm mây ní lục bọc thà nà vật tớp nâng bánh chọc ca thọt rương phía thầm mây mùi đà miên châm nông chương thà rồi lê màn dạ chi mùi nâng đà ra xâm đánh sợi đô lập bấy cứ kinh nhạc bà là rà nì. Chà bọc mai bọn phô ôn tên ọc nế, chà bọc mê ní cứ tẹo tôn tên nâng đà ra bọc thay lập bây chùm nuôn bọc mùi rụp đài công phong tài chà triêm miên rương phía thamay thamay xâm rạp nè con trọng bọc bộ kê nơi khổng bê chạp chạp ní. Chà hai xâm rạp bọc mê ní cứ bàn chiên đào tì bình chọc hai, chà ní chôm xô bọn vài rong bọc mai bọn phô ôn tên ọc nế tờ tạm đàn xâm đạp nâng tè sna bọc mê tì bí chìa bần tò tiết. Chà xôn, xoá có một căn bò rộng miên tí bí, chìa bần tò tiết. Chà xâm rạp bò rộng miên tí bí ní vânh, cứ tẹo tôn tờ nâng. Lột bếp xa vật, ai dụ bần năng hơi, rụp riêng nơi tài xong hà nâng sở sát. Lột bếp xa vật, trợt bàn kia đăng thai chân năm ni, cứ miên ai dụ sai xa bàm bì chân năm tờ hơi. Đại lột kết nơi chân năm bàm bàm bù rồi chất xa bấy. Có bần tay rụp xâm rõ rộp bò đà ra chân chá bật chăm phát tạc cam rạch mây hòng mì rụp ni cư nơi tay khám mênh chân vây nơi lời. Phải rìa rộp bò lục rịp xa vát cư nạ sợi lòng sợi mông, tay tay nì dây xa xa thà xa mây rộp bò nạ sợi. Mới bì chú rộng ná có nơi tay xong hát đây, hơi chì nhật nhuộp, nạ sợi tay tay bằng hai ả rộm miên mô tân áp hiệp khăn ná đài bàn phơ chì phải rìa rộp bò đà ra chân riêng rụp ni. Đại lại chúm nông sài hà rì dạp bê bây chân nằm cân lô mộc ni, kê mặt đại khơi lục rịp xa vật nâng phẹt rìa miên bánh hà rô cam rô cầu thôn thông ngô nụ tê. Cứ miên tay bật đầy bà bôn mùi cú ni bênh chanh phiếp ai mà hẹp đôi cú sài dù quên chân. Lục nụ sập ở tay tạ đà ra chùm riêng hong mìa, bàn bạp ca bì bê thamay ni thà. Lục rịp xa vật kết mật đò chân nằm bì bò mập hay ni, cứ nơi tay mân thả lẹ châu nụ tê. Hai có một tuần miền đà ra trong riêng nà, ai đến đàm tâm nay được bắt lục bàn đầy. Lục nụ sập bên trẻ thà, bệnh sập bắt chìa nẹ trong riêng, đai chô sông đà ổn trại chìa tay mặt đón, tèng rụp riêng nâng tật đòm xâm lên. Trong này lục sát ra cha xanh xâm an, đai chìa mân trái cửa xuống hoa bật thoa nâng bị chất xa lập bạc, thơ lộp nì dây thà, bệnh sập bắt, ai là bệnh bàn tràn chân nằm tơ tơ tiết, có bụi tay xâm lên mân bách, nâng mân thả lẹ trong lời.
្វីត្បិតតែលោកព្រាបសវត្តល្បីល្បាញបានជាង2ទសវត្សរ៍នៅហងមាសមែនក៏ប៉ុន្តែពេលនេះហងមាសបានត្រៀមរលកថ្មីសម្រាប់ចំនួនដំណែងរបស់លោកហើយនៅក្នុងនោះមានម្ចាស់ពានជាច្រើនដួងដែលក្រុមហ៊ុនមួយនេះជ្រើសបានដោយជាលោកនីរតនាលោកថែថៃលោកគ្រីថៃពៅនិងច័ន្ទសុបញ្ញាជាដើមដែលឡែកលោកព្រាបសវត្តវិញក៏បានត្រៀមជើងព្រួរួចជាស្រេចផងដែរនៅពេលដែលវ័យរបស់លោកកាន់តែជ្រេនេះតាមរយៈការបណ្ដុះគ្រាប់ពូជកូនប្រុសទាំង3ឲ្យស្នងលោកនាពេលអនាគតនោះគឺសវត្តមនីវ័នសវត្តមនីនាគនិងសវត្តសរិវុធក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញសិល្បៈបានលើកឡើងថាក្នុងចំណោមកូនទាំង3របស់ព្រាបសវត្តនេះគឺមិនទាន់មាននរណាម្នាក់ធ្វើព្យុះភ្លៀងនៅឡើយហើយពេលនេះពួកគេល្បីដោយសារតែចំហាយគេឈ្មោះរបស់ឪពុកពួកគេចាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ព័ត៌មានទី2ដែលតកតងទៅនឹងលោកព្រាបសវត្តចានៅពេលនេះគឺបានឈានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយនិងខ្ញុំសូមនាំអរំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានសម្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនាព័ត៌មានទី3ដែលជាព័ត៌មានចុងក្រោយចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី3ដែលជាព័ត៌មានចុងក្រោយចាសសម្រាប់ព័ត៌មានទី3នេះគឺតកតងទៅនឹងមានសុខសុភាស្ទាក់ស្ទើរមិនហ៊ានជួបលោកអុកញ៉ាក្រោយចេញពីថោនជាង1ខែមកនេះមានសុខសុភានៅតែមិនទាន់បង្ហាញទ្រនំថ្មីរបស់ខ្លួនទេបើទោះបីជាមនុស្សជាច្រើនបានសន្និដ្ឋានថានាងនឹងទៅធ្វើការជាតារាចម្រៀងហងមាសដែលមានលោកអុកញ៉ាជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្តីក៏ប៉ុន្តែពេលនេះការចរចាគឺនៅតែមិនអាចទៅរួចហើយត្រូវជាប់គាំងដដែលក៏ព្រោះតែសុភាចង់ច្រៀងដោយគ្មានកុងត្រាក៏ប៉ុន្តែហងមាសចង់បានកុងត្រា5ឆ្នាំដោយលោកខេមរៈស្រីមុនដែរទោះបីជាយ៉ាងណាមានសុខសុភានៅតែមិនអន្ទះសារស្វែងរកទ្រនំថ្មីហើយនាងផ្ដោតលើការចែងបទចម្រៀងនៅផលិតកម្មផ្ទាល់ខ្លួនរបស់នាងគឺផលិតកម្ម Camstras ដូចជាបទស្រណោះដៃប្ដីដែលឡែកនៅតាមឆាកតន្ត្រីទូរទស្សន៍វិញមានសុខសុភាក៏ផ្អាកឡើងច្រៀងសម្ដែងជាច្រើនខែមកហើយក៏ព្រោះតែនាងមិនចង់ច្រៀងបទចាស់ចាស់ឡើងវិញនិងម្យ៉ាងទៀតនាងជាប់បើកហាងកាហ្វេនៅខេត្តព្រះសីហនុទើបពិបាកមកជារៀងរាំនៅភ្នំពេញមានសុខសុភាបានផ្លាស់ប្ដូរផលិតកម្មជាច្រើនមកហើយដូចជានាងធ្លាប់ច្រៀងនៅផលិតកម្មរស្មីស្ទឹងសង្កែផលិតកម្ម YouTube ឬ CB ផលិតកម្ម M ផលិតកម្ម Sunday ផលិតកម្ម Town និងផលិតកម្មតខ្លួនរបស់នាងគឺផលិតកម្ម Camstras ឆ្លងកាត់ការច្រៀងនៅ6ផលិតកម្មនេះមានសុខសុភាត្រូវបានគេកត់សម្គាល់ឃើញថានាងទៅដល់ផលិតកម្មណាក៏នៅតែល្បីដដែលក៏ប៉ុន្តែក្រោយចេញពីថោននេះមានសុខសុភាបែរជាស្ទាក់ស្ទើរការចូលច្រកកោននៅទ្រនំហងមាសដែលមហាជនជាច្រើនយល់ថាស័ក្តិសមសម្រាប់ផលិតកម្មទី7របស់នាងនៅក្នុងអាជីពចម្រៀងនេះទៅវិញមានសុខសុភាធ្លាប់ប្រាប់នាយកព័ត៌មានយើងថាតារាចម្រៀងនៅហងមាសដែលជាមិត្តភក្តិនាងគឺចង់ឲ្យនាងទៅច្រៀងនៅហងមាសដែរក៏ប៉ុន្តែជំហររបស់នាងគឺនៅតែដដែលបើទៅហងមាសដោយមានកុងត្រាគឺនាងមិនទៅនោះទេក៏ព្រោះតែនាងជាមនុស្សដែលចូលចិត្តរស់នៅមានសិទ្ធិសេរីភាពហើយសម័យនេះហើយបើទោះបីជាគ្មានផលិតកម្មច្រៀងក៏គេអាចធ្វើបទចម្រៀងដោយខ្លួនឯងល្បីបានដែរចាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ព័ត៌មានទី4នេះគឺតកតងទៅនឹងតារាចម្រៀងស្រីដែលមានសំឡេងផ្អែមស្ទន់គឺនៅនាងមានសុខសុភាចានៅពេលនេះគឺបានឈានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយចានឹងខ្ញុំសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានសម្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនានៅរាល់ព័ត៌មានទាំងអស់ដែលចេញពី Channel របស់នាងខ្ញុំចា៎ហើយនេះខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសផងដែរប្រសិនបើនេះខ្ញុំមានការអានក៏ដូចជាអត្ថាធិប្បាយនៅកន្លែងណាមួយមានកំហុសខុសឆ្គងដែលកើតឡើងដោយអចេតនានោះចា៎ក៏សូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់រូបនេះខ្ញុំផងចា៎ខណៈពេលនេះដែរនេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា